đang có điều quý đây, tôi đề nghị thế này. Trong thời gian vừa qua đó, khi cái lan đột biến này á, nó xảy ra đó, thì có nhiều ý nghĩa trái chiều, trong đó có ý nghĩa của một vài á, người có trách nhiệm, thì trong đó có thầy quý. Thế thì theo tôi nghĩ thế này, để cho anh em nghệ nhân lan chơi lan yên tâm, hay là nó có những cái nguy hiểm gì, có những cái có thể gì, ai tôi nói về mặt kinh tế thôi, thì rất mong rằng thầy quý có thể là đánh giá lại tình hình phát triển của cái lan đột biến này như thế nào, và sau đó đó phát triển nó như thế nào, hay là không nên phát triển. Nó tình hình vừa rồi nó có nhiều cái ý kiến phản chiều nhau, mà những vị nào cũng đóng lên lưng hai chữ tiến sĩ vậy. Thế thì chính là các nghệ nhân họ sẽ hoang mang. Rất mong là nghe từ ý kiến của thầy một ý kiến về cái vấn đề là tình hình phát triển và cái phát triển như thế nào, và tương lai nó có ổn định hay không, và thầy làm sao đó là cho các nghệ nhân về lan, nhất là lan đột biến, chứ còn ở đây thì có lẽ là lan đột biến thôi, còn lan kia thì lan thường thì mình quan đặt vấn đề từ vì nó là cái truyền thống nhiều chục năm này của Việt Nam và thế giới rồi. Thì tôi bị cái chuyện kinh tế này thì bàn cãi nó lâu lắm, và tôi chỉ mong rằng thầy trả lời giùm tôi á, là nếu phát triển lan đột biến như vậy, một cái cây lan như vậy là một, nó rất là nhiều tiền, họ đầu tư rất là nhiều tiền, như vậy đầu tư có đúng hay không, và tương lai có bị cái gọi là may rủi gì xảy ra hay không, và nhiều cái dư luận quá như chỗ mà tiến sĩ Đông á thì phản bác về vấn đề này, mà thầy thì ủng hộ như vậy, thì nêu dùng ủng hộ như thế nào, và tương lai á những người này làm á, có nên làm hay không, và kinh tế nó ra làm sao. Chứ còn tôi với thầy thì bàn cãi cái vụ mà kinh tế đó, thì để mình về nhà mình bàn cãi. Hôm nay Xuân giới thiệu mọi người thì hôm nay có bác Cảnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam. Thì có bố Chiến Lê, có chú Diệu, và đặc biệt rằng là hôm nay có giáo sư Trần Duy Quý nha cả nhà nha. Thì cũng tới tham quan vườn và thăm những vườn lan đột biến của anh em yêu lan trên toàn quốc. Mọi giải đáp thì của về lan đột biến thì mấy ngày nay thì cả nhà theo dõi, cả nhà biết rồi ạ, đúng không ạ? Thì hôm nay cũng rất vinh dự khi được live stream trực tiếp và để cho mọi người có thể là giao lưu với lại giáo sư Quý nha cả nhà nha. Cả nhà, dạ Trần Duy Quý, cả nhà gặp giáo sư một tẹo nha cả nhà nha. Xin chào tất cả các anh chị em yêu thích hoa lan nói chung và hoa lan đột biến nói riêng ở khắp cả nước nói chung và trên địa bàn của Bình Phước, Bình Dương nói riêng. Hôm nay thì tôi rất là vui mừng và phấn khởi được trong cái chuyến đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, thì có muốn lên Bình Phước thăm thủ trưởng cũ của tôi, đó là anh Đông Cảnh, phải là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam, mà tôi là ủy viên ban chấp hành. Thế và vì cũng là người chuyên sâu trong lĩnh vực di truyền và chọn giống cây trồng, đặc biệt là cây lúa và cây hoa, trong đó thì cái hoa lan là tôi yêu thích.
và sưu tầm chơi trong suốt 30 năm qua, nhưng mà chưa có, trong đó có đột biến nhưng mà lúc bây giờ là chưa có chú trọng đến nhiều so với lại anh em chơi đột biến ở trong cả nước. Thế thì cũng sưu tập và cũng biết là nó là cơ chế như vậy. Thế mà vừa rồi thì trong cái báo chí và dư luận có những cái trái chiều thì tôi cũng phải nói rõ những cái vấn đề này để cho những anh em đã đầu tư vào lan đột biến ấy, thì hiểu rõ được cái cơ chế nhân giống bằng nuôi cây mô và nhân giống kỳ trên những cái cơ sở khoa học của nó một cách đúng đắn. Thế hôm nay được vào thăm anh Cảnh, thủ trưởng cũ, lại được thăm vườn lan của anh Nguyễn Thanh Xuân thì tôi rất vui mừng phấn khởi là vườn lan là thiết kế khá chuẩn so với lại những cái vườn lan bài bản ở trong cả nước. Lan thì muốn là chơi lan thì bắt buộc phải chú trọng đến điều kiện sinh trưởng của nó, cố làm thế nào tạo ra gần giống với môi trường trong tự nhiên. Thì ở đây anh ấy kết cấu hệ thống bảo vệ tốt, đặc biệt là cái hệ thống để giữ độ ẩm và ánh sáng cũng như là che chắn mưa là rất là đẹp. Ở đây thì hầu hết là các cái giò lan của anh là các cái dòng đột biến quý, đặc biệt là cái hệ thống mà để quay chậm cái quá trình nở hoa của tất cả các cái giống hoa đột biến là hiện đại, không thua kém như các nước tiên tiến trên thế giới như là ở tư bản là Mỹ, Nhật, rồi Đài Loan, Hồng Kông hay là Hà Lan. Khi mà quay chậm những cái bộ phim về hoa nó nở thì tôi có hỏi thì anh ấy nói là cũng đầu tư được khoảng hàng chục máy ảnh quay ở các cái góc và kết nối live lại thì mới mày hoàn chỉnh. Thì đấy là một cái, và cái quan trọng nhất ấy là chúng ta phải làm thế nào chơi cái thú chơi tao nhã của các cụ và cha ông để lại và chúng ta phát huy sao cho tốt, đoàn kết trao đổi với nhau về cái cách nhân giống, cách chăm sóc nuôi trồng và phòng bệnh cho nó. Vì đây là những cái giò quý hiếm đắt tiền, cho nên là khi mà người mua mới vào chơi là phải được các bạn trao đổi kỹ và giúp cho anh em thì cái phong trào chơi lan mới bền vững và phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao cho mọi người. Chứ không nên là giấu những cái bí quyết, nhất là những cái giò lan đắt tiền mà khi anh chuyển giao cho anh em mới chơi là phải nói rất kỹ đặc tính rồi sinh trưởng và cách nuôi trồng như thế nào là quan trọng nhất. Bản thân tôi chơi lan bình thường thì nó dễ nuôi thôi, nhưng mà đụng vào lan đột biến là cũng vất vả và phải học hỏi anh em. Ai cũng có những cái thế mạnh riêng của mỗi vườn. Thế mà tôi cho rằng là trong cái cộng đồng lan vừa rồi là đã chơi với nhau là rất là tốt, trao đổi rất là chân tình và có cái tinh thần vì những các cái lá lành đùm lá rách, những các cái trường hợp khó khăn là anh em ở đây cũng như là trong cộng đồng chơi lan cả nước là đều tham gia đóng góp cho cái đất nước. Thí dụ như là trong cái đợt mà phòng dịch chống Covid vừa rồi thì cộng đồng đã đóng góp tới gần 40 tỷ trong đợt 1, và đợt 2 thì đang tiếp tục là cũng đang bắt đầu. Thế và ngay sáng nay thì bản thân anh Xuân cũng thay mặt một số anh em chơi lan của Bình Phước cũng đã thiện nguyện cho một gia đình ở bên Phú Diềng, một gia đình mà không may có hai em bị đuối nước, thì với số tiền là 200 triệu cũng là một cái món quà để mà bù đắp lại một phần nào những cái mất mát để mà gia đình lo cho các cháu nó một cách tốt đẹp. Chúng ta cần phải là nhân rộng và tiếp tục làm những cái điều tốt lành cho cộng đồng của chúng ta. Hôm nay thì được xem tận mắt vườn lan, được giao lưu với tất cả những nghệ nhân và đặc biệt cho anh Xuân, anh Hùng và tất cả các anh ở đây, thì thấy rằng là vườn lan rất chuẩn, đạt cái tiêu chuẩn không kém như khu vực và quốc tế, và đôi phần là rất sáng tạo trong cái điều kiện của thiên nhiên miền Nam Việt Nam của chúng ta, tức là nóng ẩm và xen lẫn với mùa khô, nhưng mà cái kết cấu vườn lan như thế này thì hoàn toàn đảm bảo được như điều kiện trong thiên nhiên. Cho nên những cái giống mà ở đây gọi là đột biến khi đảm bảo ra là chuẩn đúng giống, và cái phương pháp nhân kỳ là phương pháp truyền thống để duy trì
đúng kiểu hình, kiểu gen, và đặc biệt là các khuôn mẫu về hoa của các giống hoa lan đột biến mà khi đã đăng ký và giao lưu ở chính thức ở trên các cái mạng xã hội, thì chúng ta phải lưu tâm những cái nhà vườn mà làm ăn chân chính như này, thì chúng ta khi mà bắt đầu chơi thì chúng ta nên tiệm cận và tìm hiểu để trao đổi mua giống cho nó chuẩn. Chứ giống mà không chuẩn ban đầu là rất nguy hại, ảnh hưởng đến phong trào chơi lan, và nhiều người người ta có thể lợi dụng cái chuyện đó để mà xuyên tạc cái sự thật về hoa lan đột biến như trong thời gian qua, thì không nên. Thì mình cũng muốn tâm sự với các bạn, với tính cách là một nhà nghiên cứu sâu về di truyền đột biến ở cây trồng, trong đó có hoa lan, và cũng là một trong những người mà có công mang cái giống hoa ly về cho Việt Nam, đặc biệt là phía Bắc Việt Nam. Thì nhân dịp này, với tư cách cá nhân, cũng xin chúc tất cả cộng đồng chơi lan trong cả nước, đặc biệt là anh em chơi lan đột biến, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau làm thế nào xây dựng, đưa cái ngành lan của chúng ta phát triển ngang tầm khu vực và tiến tới thành một cường quốc sản xuất các loại hoa lan cắt cành để xuất khẩu đi các nước, vì thiên nhiên đã ưu đãi Việt Nam tới 1010 loài lan và hàng vạn các cái dạng khác nhau của 1010 loài lan đó đang tồn tại ở trong 3/4 núi rừng của cả nước Việt Nam, từ Mộc Nam Quan đến mũi Cà Mau. Xin chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, chúc sự nghiệp nuôi trồng hoa lan và hoa lan đột biến của chúng ta phát triển liên tục, bền vững, hiệu quả và thành công rực rỡ. Xin trân trọng các bạn. Cả nhà ơi, thì hôm nay được sự vinh dự là có bác Trần Công Cảnh. Bác cũng có muốn đặt một cái câu hỏi cho bác Quý. Dạ, bác Cảnh cứ nói đi ạ. Dạ, bác cứ nói. Như thế này, thì đứng về phía độ góc độ mà sinh vật cảnh Việt Nam, thì trong hội sinh vật cảnh Việt Nam chưa có một người phụ trách chuyên theo về Hoa Lan, chỉ có là thành phố Hà Nội đã thành lập một cái hội lan Hà Nội, mà thầy Quý là chủ nhiệm, mà thầy Quý là giáo sư, thầy Quý là tiến sĩ khoa học, thầy Quý chuyên nghiên cứu về vi sinh học và cái môi, nhưng mà thầy đã nói cái gì thôi tôi không nói lại nữa những gì thầy Quý đã nói rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thì tuy rằng phụ trách kinh tế của Trung ương hội, mà tôi rất bất ngờ là tôi cũng chưa đặt nặng cái vấn đề kinh tế là lan đột biến này. Bữa nay là tôi chỉ đặt vấn đề làm sao cho nông dân Việt Nam thoát nghèo nhờ sinh vật cảnh. Thì vì đây là cái chủ trương chung của đảng và nhà nước, chứ không phải là chủ trương riêng, mà một cái sứ mệnh là sinh vật cảnh Việt Nam phải làm sao giải quyết cho nông dân nó có cái thoát được cái nghèo, làm sinh vật cảnh phải làm giàu chứ không phải là xóa đói giảm nghèo. Nhưng mà nhân có thầy Quý đây, tôi đề nghị thế này, trong thời gian vừa qua khi cái lan đột biến này nó xảy ra đó, thì có nhiều ý nghĩa trái chiều, trong đó có ý nghĩa của một vài người có trách nhiệm, thì trong đó có thầy Quý. Thế thì theo tôi nghĩ thế này, để cho anh em nghệ nhân lan chơi lan yên tâm, hay là nó có những cái nguy hiểm gì, có những cái có thể gì, ai tôi nói về mặt kinh tế thôi, thì rất mong rằng thầy Quý có thể là đánh giá lại tình hình phát triển của cái lan đột biến này như thế nào, và sau đó phát triển nó như thế nào, hay là không nên phát triển. Nó tình hình vừa rồi nó có nhiều cái ý kiến phản truyền nhau, mà những vị nào cũng đóng lên lưng hai chữ tiến sĩ vậy. Thế thì chính là các nghệ nhân họ sẽ hoang mang, rất mong là nghe từ ý kiến của thầy một ý kiến về cái vấn đề là tình hình phát triển và cái phát triển như thế nào, và tương lai nó có ổn định hay không, và thì làm sao đó là cho các nghệ nhân về lan, nhất là lan đột biến, chứ còn ở đây thì có lẽ là lan đột biến thôi, còn lan kia thì lan thường thì mình quan đặt vấn đề, từ vì nó là cái truyền thống nhiều chục năm này của Việt Nam và thế giới rồi,
thì tôi thì trả lời dùm để cho anh em yên tâm. Vâng, xin cảm ơn ý kiến rất là hay của anh Trần Công Cảnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam. Thì có thể nói rằng là thiên nhiên ưu đãi của cho Việt Nam một cái hệ thực vật cực kỳ phong phú, trong đó có hoa lan. Bàn về kinh tế mà của nông dân á, thì có lẽ là tôi nghiên cứu rất kỹ và triển khai nó là một trong những nhiệm vụ mà làm sao á của Sinh vật Cảnh làm kinh tế cho nông dân. Nhưng mà của thầy là thầy đặt vấn đề đó hơi lý tưởng, tại vì cái lan đột biến này á, hoặc là lan những giống quý á, thì không thể giao cho nông dân được thầy à. Tại vì thứ nhất á, là người ta không yên tâm để giao, và thứ hai nữa người ta không có tiền. Nên chăng á là mình chia ra làm nhiều cấp độ, và nên giao á cái lan đột biến này cho những người yêu lan và nhiều vốn, còn mình để tính cho nông dân cái chuyện khác. Nhưng mà thôi, cái chuyện kinh tế này á thì bàn cãi nó lâu lắm, và tôi chỉ mong rằng thầy trả lời giùm tôi á là nếu phát triển lan đột biến như vậy, một cái cây lan như vậy á là một nó rất là nhiều tiền, họ đầu tư rất là nhiều tiền. Như vậy đầu tư có đúng hay không? Và tương lai có bị cái gọi là may rủi gì xảy ra hay không? Và nhiều cái dư luận quá, như chỗ mà tiến sĩ Đông á thì phản bác về vấn đề này, mà thầy thì ủng hộ. Như vậy thì nêu dùng ủng hộ như thế nào, và tương lai á những người này làm á có nên làm hay không, và kinh tế nó ra làm sao? Chứ còn tôi với thầy thì bàn cãi cái vụ mà kinh tế đó, thì để mình về nhà mình bàn cãi. Ý kiến của anh là rất hay và rất là đúng nhiều mặt. Khi chơi lan đột biến, nó là một cái thú chơi tao nhã nhưng mà đã cao cấp hơn hẳn chơi lan bình thường một cấp độ. Cũng giống như anh chơi xe, báo cáo với anh là lúc đầu thì chơi Honda 60, 50, Coupe, dần dần đến 67, dần dần đến Harley 125, dần dần đến cái loại 400-500 phân khối, và dần dần bây giờ là nó rất cao cấp và nó càng ngày càng cao. Thì chơi lan đột biến cũng vậy, ở cái mức những lan bình thường ban đầu, thí dụ như là năm canh trắng Phú Thọ, năm trắng Hiền Oanh, thì hiện nay có thể nói người nông dân chơi được, vì nuôi trồng nó đã 20 năm nay, nó đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có thể phổ biến, người dân có thể làm yên tâm được. Nhưng những cái lan mà mới phát hiện cao cấp hơn, vì nó ở trong rừng sâu và nuôi khó khăn hơn, thì chỉ những anh nào có kỹ thuật cao và lòng say mê thật sự, cộng với hiệu quả kinh tế, hiệu quả kinh tế cao, thì báo cáo với anh là hoàn toàn có thể đầu tư được. Vì ngoài cái thú chơi còn bảo tồn cái nguồn gen quý của đất nước. Vì nếu anh không bảo tồn, vì nó chỉ có một hai cá thể nó chết đi thì là mình mất giống. Và muốn như thế thì cái công nghệ nhân ki hiện nay báo cáo anh là gì, của tất cả cái hội lan chơi đột biến trong cả nước ấy, đã đạt đến trình độ quốc tế là gì, mắt nào cũng có thể ra ki được, và ra ki sống 100% đấy, vườn nào cũng được. Tôi vào trong này 5 vườn ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 beo, vườn anh Tấn Sơn, vườn anh Xuân và một vài vườn khác nữa, thì một cái thân nó có 30 mắt, thì anh ấy xác suất các anh ra từ 20 cho đến 30 mắt ở trên cái thân đó. Thế tỷ lệ đó thì tuyệt vời đó. Và hệ số nhân như thế là rất đảm bảo và y xì để đảm bảo. Thế thì cái này nó cũng có rủi ro khi gặp thời tiết bất thuận mà dịch bệnh, mà anh chủ quan, anh không có những thuốc đặc hiệu để chữa. Nhưng mà hiện nay khoa học công nghệ thì những người chơi lan đột biến ấy, họ thường sử dụng tất cả những loại thuốc sinh học cũng như hóa học xịn nhất của thế giới
mà tập trung vào ba nước, một là Mỹ, hai Nhật Bản, ba là của Đức. Thế thì tôi có hỏi các nhà vườn thì các anh đều mua cái đấy cả. Bị một cái các anh pha vào, các anh lấy cái bông các anh quẹt vào là không có sợ bị bệnh. Thế và không giá dễ, các anh bôi vào là sau một tuần là ra. Thế thì nó đảm bảo rất là lớn, và người ta đã dùng khoa học công nghệ để mà hạn chế tối đa cái rủi ro. Thế còn một cái loại rủi ro nữa là bây giờ rất nhiều người đổ xô vào thì dứt khoát thị trường nó sẽ rẻ. Đấy là chuyện tất nhiên rồi, nhưng quy luật thị trường nó sẽ tự điều chỉnh, anh không lo. Nếu anh sợ kinh tế thị trường thì anh đừng có bước vào, bởi vì kinh tế thị trường là gì? Bao giờ cũng thấy mặt hàng này thì anh đổ xô vào, và làm khi đủ cung cầu thì nó cân bằng. Thế và người ta lại chuyển sang mặt hàng khác, thì anh nào cứ kiên trì thì nó lại mốt. Báo cáo với anh, nó như chơi mốt quần áo ấy. Một thời quần loe, thì bây giờ mất quần loe, bắt đầu quần cọc, sau đó bây giờ lại rách đầu gối. Thế nhưng mà đến lúc là một loạt nó sẽ quay lại những cái kia. Váy của chị em ấy cứ dài ngắn nó tên này. Thế nhưng mà anh nào kiên trì mà họ vẫn giữ nguồn gen, đùng cái họ lại quay lại, họ vẫn thắng lợi. Thế cho nên là chơi là một thú chơi, có anh là họ giữ cả tập đoàn, nhưng có anh lại chỉ hot những cái là loại cao nhất. Thì anh nào mà máu ấy, thì là dễ bị rủi ro. Nhưng anh nào đầu tư bài bản từng bước mà ấy thì nó rất là chắc chắn. Thế thì cái này hoàn toàn là các nước nó cũng đã chơi. Thế và có thể trao đổi quốc tế được anh ạ. Là nói như thế này, vâng. Tôi không phải phản bác anh. Dạ. Nhưng mà tôi muốn rằng hôm nay ấy, là mình được cái may mắn là thầy Quý ấy, có thể nói là giỏi nhất Việt Nam về la. Không, không phải giỏi nhất Nam. Trong tờ viện cũng đề nghiên cứu giống cây trồng, chứ không phải là chơi la thôi, vâng. Thầy Quý nghèo đó. Dạ. Nhưng mà như vậy á, thì qua quá trình hồi nãy giờ thì đi vòng vòng kinh tế á, tôi muốn tôi quay về có nhiều người, nhiều anh em ngủ một đêm tới sáng dùng mình cái mất cha nó to nó 50 tỷ, một tỷ kiếm không phải là dễ. Mà bây giờ mất to nó 50 tỷ như thế thì sao? Giờ theo tôi hồi nãy giờ tôi muốn vì cái máu tôi làm kinh tế cái thêm người cảnh này, tôi muốn thầy nhận định tình hình mà làm sao anh em chơi lan này. Tôi muốn á, là cuộc giao lưu hôm nay á, là để các tất cả Nghệ An đây gặp những con người rất là tài ba, có cái đẳng cấp, bản thân tôi khẳng định là một vị về nghiên cứu khoa học nhất Việt Nam về giống và cây trồng, chuyên sâu về lan và lúa. Thế thì bây giờ đã thành cuộc giao lưu của anh em trao đổi với thầy, rồi thầy phải trao đổi lại. Nhưng mà ý nguyện của tôi á, muốn cho cái anh em dân quyến này và lan đột biến này họ yên tâm. Có nhiều anh em ngủ đêm tới sáng mất to 50 tỷ không đơn giản gì với một người bình thường, chứ đừng nói là nông dân. Thế thì có thể thầy dự đoán trong tương lai nay hay không nay, rồi tương lai mà đầu tư cái thành gia lan đột biến này như thế nào, và mong là tất cả anh em mình đây thầy Quý năm nay 72 tuổi rồi. Thì cũng già rồi, cũng bị là cũng đây rồi, đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thế thì bây giờ mình nói gì về cái giới trẻ và giúp cái gì về cho giới đầu tư về cái làm việc này, họ yên tâm hay là hướng họ như thế nào, nó mới quan trọng. Chứ bây giờ nó xin lỗi thầy á, cái vấn đề là tiền. Chứ nói luôn tôi một quay lại một đêm tới sáng mà ngủ dậy á, mà mất cha mất to nó giờ 1 tỷ thì rất là đau lòng. Thì thầy phải đưa vấn đề ra, và thầy vẫn có nhận định này. Chứ còn vấn đề kinh tế tôi một cảnh là tôi rất là ưu tư, nhưng mà cái vấn đề này á, thì thầy có cái nào mà cái câu mà cái vấn đề hướng ngay cái gì cảnh giác cái nào và đầu tư cái này á, nó có được yên tâm lâu dài không? Thì có gì á thì không biết rằng ý của Xuân và anh em đây như thế nào, nhưng mà mong rằng á, cái cuộc mà giao lưu này á, giao lưu chứ không phải là cái chuyện một phỏng vấn nha. Thế thì nên chăng á là thầy á và các anh em chơi lan ở đây á, là cứ mạnh dạn cứ hỏi rồi trao đổi với nhau, chứ không cần phải là phải tôi hay là phải thầy cứ trao đổi với nhau có được không? Dạ được. Nhưng mà thầy phải trả lời tôi thử tương lai kinh tế như thế nào để anh em đây yên tâm, mà có lẽ rằng anh em ấy đang mong nghe cái hướng này, mặc dù có thể là thầy nói sai nói đúng gì đó, chứ còn tôi thiệt ra là tôi không. Thầy tiên đoán sai đúng thì tôi biết, thầy tiên đoán thử. Báo cáo với lại anh Cảnh, tôi năm nay 72 tuổi,
bắt đầu đầu tư vào lan đột biến từ 2018, mở đầu bằng hai kỳ, đó là kỳ năm cánh trắng Phú Thọ và năm cánh trắng ở Đoàn. Sau đó tôi một chuyến đi công tác, con nó lại không biết, nó tưới hộ thì là nó hấp của cái fibro xi măng nó bị nhũn, thế là về trả nhẹ của anh con bị hy sinh mất toàn bộ. Cho con xin phép con báo cáo với bác cảnh là như thế này. Chúng ta phải hiểu rằng cây lan thì tất cả lan đột biến thì nó từ rừng, dạ đúng không ạ? Từ rừng thì nó được ký sinh ở trên những cái ngọn cây khá là cao, và đặc biệt rằng là khi nó ở ngoài rừng thì nó chịu cái khắc nghiệt của thời tiết cực kỳ là kinh khủng. Nó trải qua 6 tháng mùa khô, đúng không ạ? Không hề có giọt nước nào đó, nhưng mà nó vẫn cứ tồn tại, nó vẫn cứ phát triển đó. Và khi chúng ta được đem thuần về ở vườn chúng ta rồi thì chúng ta kỹ quá, thế là chúng ta không hiểu được đặc tính về cây lan, cho nên là chúng ta chăm sóc nó thái hóa quá, rồi kỹ quá, rồi phân bón nó xong rồi nhiều quá, không có khoa học, thì đồng nghĩa với rằng nó mới có sự rủi ro, và rủi ro duy nhất của nó là chúng ta để nó chết đó. Thì hiện tại bây giờ thì với mọi sự hiểu biết và mọi sự kinh nghiệm của toàn bộ anh em chơi lan đã đúc kết lại, và cũng dần dần là vừa giao lưu học hỏi kinh nghiệm thì cũng đã đúc kết lại được những cái vấn đề mà để mà chăm sóc và giúp cho cái vấn đề bảo tồn cái lan rừng, có nghĩa là hầu như là khó, rất khó để mà nó chết mất luôn giống đó. Thì cây lan thì nó khá dễ chăm, cho nên là tới đây thì cái mấu chốt ở đây là từ xưa nay là con luôn luôn xây dựng là con muốn là giúp làm sao cho mọi người là hiểu về cây lan, và muốn thành công ở nó thì phải chăm sóc được nó. Thì đồng nghĩa rằng thì bây giờ anh em cũng đã, như bác Quý cũng nói, đã áp dụng được tất cả các loại phân thuốc đó, tất cả các loại phân thuốc của nước ngoài, ví dụ của Mỹ, của Nhật, của Đức đó. Thì của Mỹ thì nó có những cái loại đa số thì bây giờ là vi sinh đó, ví dụ như là nước tương giải độc nè, rồi rong biển nè, rồi phân cá nè, rồi vân vân đó. Của Đức thì có 1248 đó, của Nhật thì có phân đài của Nhật nè. Nhưng mà tất cả mọi thứ thì có nghĩa là từ trước á là anh em vẫn lạm dụng quá, bác Quý á, vâng, và lạm dụng quá cho nên là mới để ra vấn đề là bị phạm phân, phạm thuốc đó. Nhưng mà đến bây giờ thì dần dần anh em Bắc Trung Nam là một, hay thường xuyên gặp gỡ giao lưu nhau, cho nên là bây giờ là anh em đã chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm để đúc kết lại những cái gì là tốt nhất cho cây lan đó. Cho nên là đến bây giờ giống như bác Quý nói, hầu như đối với anh em chơi lan thì hầu như là nó sẽ không có rủi ro nữa. Về vấn đề mà để mà như bác Cảnh nói, bây giờ ví dụ như là đầu tư một cây lan như vậy để nó chết, nó mất hết, thì cái chuyện nói chuyện bây giờ rất là khó đó. Cho nên rằng là vấn đề ở đây là anh em Bắc Trung Nam bây giờ là một, và anh em chơi lan cũng khá là nhiều, và gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Cho nên là ở đây con cũng trả lời bác Cảnh thêm cái điều đó. Dạ, tôi xin hết. Nếu vấn đề như thế này, ý tôi không phải là cái vấn đề là nuôi cái đó sống, vấn đề là thị trường. Dạ. Đó là một. Và hai nữa đó là thị trường dưới này bây giờ đang đầu tư 50-70 tỷ rồi. Dạ. Như vậy thì ngày mai nếu như thế nào, đó là một ý tôi là chỗ này, là cái tiền chứ không phải là vấn đề nuôi sống. Mà vấn đề thứ hai là bây giờ tôi xin thông báo cho quý anh em á, mà nghệ nhân mà cây lan ở đây á, một cái tin rất là vui, đó là thầy Quý là một trong những người có quyền cấp bản quyền cái cây lan đó. Thí dụ như xong đây có cây lan tên là gì chú quay nào không? Không, giúp mà nó giúp cho để lan, giúp tôi hướng dẫn lên, hướng dẫn các cái của nhà nước, nhưng mà thôi giúp hướng dẫn đi. Nhưng mà phải nói này, giúp hướng dẫn mà có cần bỏ nhỏ là được. Bởi vì khi mà mình có được cái bản quyền của Việt Nam và quốc tế rồi thì cái cây lan đó là của mình. Và như vậy thằng nào đụng vô là có vấn đề.
và mình phải có lợi nhuận và mình phải có lợi nhuận. Như vậy thì anh em nào có những cây lan đẹp mà độc đáo không giống ai thì nay nhé liên hệ với thầy quý hướng dẫn. Tại vì cái người một quyết định là con thầy quý chứ không ai vô thì nó ra tay trắng ra vấn đề như thế này. Đối với người yêu lan như thầy quý có lẽ là sẽ hỗ trợ anh em có được cái bản quyền về cái giống cây lan mà mình trồng. Lúc đó mình nhân giống ra thì lúc đó cây lan đó là tên gì của ai là cái cả cái quốc tế này nó cũng không thể xí vô được. Thậm chí mà chụp hình đăng lại mình có được quyền yêu cầu cắt, mà chụp hình đăng lại vấn đề sử dụng cái này của yêu quyền ta tiền cho tôi chứ. Cái này này có vấn đề bản quyền á. Vì hồi xưa giờ anh em mới nói thường là coi thường, nhưng mà nay rất là cần thiết thì đề nghị anh em á là nên liên hệ với thầy quý thì có thể rằng á cái chuyện này là hội đồng khoa học mà thì họ nghiên cứu và họ có những cái quyết định rất sáng suốt và công bằng, công nhận được cái quyền bản quyền như mình thì nó có lợi rất lớn cho cái tác giả của cái đó. Thì đề nghị này anh em vẫn mong là anh em trao đổi với thầy quý đi. Chứ tôi thầy quý thì gần như là tôi ra Hà Nội thì ghé ổng thăm ổng uống nước trà nói chuyện rồi ngược lại cãi nhau ngủ bò, rồi cái chuyện ổng vô đây thì gặp tôi xong là cái này gặp cái khác thì cái chuyện đó không làm tiếp nữa. Mà mấy anh em nên trao đổi với thầy quý đi và nên siêu tư có bản quyền nha.